Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chiến Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ Thành Chân, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 21 tháng 1 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu tập 246 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang hai trăm chín mươi bảy trang 297 Hàng cuối cùng bắt đầu từ câu cuối cùng Bồ đề bảo thọ của cõi nước này có thể khiến người thấy tự nhiên ngộ đạo chứng nhập vô sanh pháp nhận Công đức cây này thật là vô thượng hy hữu di diệu khó nghĩ cho nên biết cây báo này là nguyện dương bí mật trang nghiêm tâm của phật a di đà hiển lộ ra chúng ta xem đến đây đoạn này vẫn là nói rõ gì nguyện vô lượng sắc thọ trong kim đức phật dạy rằng thấy cây là có thể được ba loại nhẫn âm hưởng nhẫn nhu thuận nhẫn vô sanh pháp nhẫn vì loại sau cùng là vô sanh pháp nhẫn cho nên chư vị tổ đức đều cho rằng đây là cảnh giới của bồ tát địa hôm nay chúng ta đọc tiếp kinh văn của Đại Kim Giải Hoàng Niệm Lão nói Bồ Đề Bảo Thọ của cõi nước này Có thể khiến người thấy tự nhiên ngộ đạo Mà còn có thể chứng nhập vô sanh pháp nhận Hay nói cách khác minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật ở thế giới cực lạc nghe kinh nghe pháp sẽ khai ngộ nhân duyên khai ngộ mỗi người đều khác nhau đích thực có người ở trong hội của thế tôn nghe pháp khai ngộ thế giới cực lạc cũng có khi cúng dường mười phương chư phật như lai nghe kinh nghe pháp khai ngộ nhân duyên khai ngộ quá thù thắng vì sao chúng ta phải coi trọng nhân duyên này như vậy vì nhân duyên này có liên quan mật thiết với thiện căn tu học trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ trong quá khứ nhiều đời kiếp tu học pháp môn này đời này chưa gặp được gặp pháp môn không giống với pháp môn tu học trong quá khứ như vậy thì rất khó nếu như gặp được pháp môn tương đồng với trong nhiều đời kiếp quá khứ đã tu học bây giờ rất thuần thuộc Người xưa gọi là quen tay hay diệt Sẽ rất dễ khai ngộ Đạo lý là gì vậy? Nhân duyên khai ngộ của thế giới cực là quá sâu rộng Những hiện tượng sáu căn tiếp xúc Đều có thể giúp ta khai ngộ Mắt nhìn thấy cây Ngửi được hương thơm của cây Đây đều là duyên Không nhất định duyên gì giúp ta khai ngộ Giúp ta chứng được vô sanh pháp nhẫn Công đức của cây này Quả thật là vô thượng hi hữu Di diệu khó nghĩ Không thể tưởng tượng cho nên bí cây này quả thật là Tâm bí mật tra nghiêm của A-di-đà Nguyện dương diễn lộ ra Câu này nghĩa là Oai thần bổn nguyện Của Phật A-di-đà gia trì Từ lý mà nói Tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới Luôn luôn được Phật A-di-đà Gia trị Hôm nay chúng ta cũng được bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trị Mới có thể xem hiểu những kinh văn này Mới nhận ra trong kinh Gian này có rất nhiều ý nghĩa Nhưng vẫn không sánh bằng Thế giới cực lạ Vì sao vậy? Rất rõ ràng Ở thế giới cực lạ tâm luôn thanh tịnh bình đẳng ở thế gian này của chúng ta dù công phu tốt đến đâu đều không tránh khỏi sự ô nhiễm của hoàn cảnh ô nhiễm hoàn cảnh vật chất ô nhiễm của hoàn cảnh tinh thần ô nhiễm của hoàn cảnh tự nhiên chúng ta đều phải lãnh chịu Không thể không biết điều này thế giới cực lạ Thuân tịnh thuần thiện Sáu căn tiếp xúc Đều là vô thượng diệu pháp Đều là nguyện dương bí mật Trang nghiêm của Phật A-di-đà hiển lộ Bên dưới Hoàng Niệm Lão nói Tâm này mật giáo phân là đệ thập trụ tâm Phật giáo tại Trung Quốc Từ xưa đến nay Có mười tông phái Mật tông là một trong mười tông phái đó Phân giáo của mỗi tông phái không giống nhau đây là đưa ra mật tông phân đệ thập trụ Đệ thập trụ tâm là cứu cánh quả Phật Đệ thập nhất địa là quả vị như lai chứng được Cho nên có thể ban cho chúng sanh lợi ích rốt ráo chân thật. Nếu Phật không chứng được Không thể giúp đỡ chúng sanh Phật chứng được cứu cánh viên mãn Nghĩa là chỉ cần người học Phật Bất luận là căn cơ sâu hay cạn Sức mạnh của Phật đều có thể dùng được Lợi ích này Vô cùng thù thắng Có thể giúp chúng sanh Giảng sanh tịnh độ Ngay trong đời này Cũng chính là giảng sanh thị giới cực lạ Y chánh trang nghiêm trong bốn cõi ở thế giới cực lạ tuy chúng ta chưa đọc hết kinh này chưa đến một nửa nhưng đại khai cũng đã hiểu rõ tình tiết không những hiểu mà còn thâm tính không nghi đặc biệt là bốn mươi tám nguyện trong phẩm thứ sáu chúng ta đã học bốn mươi nguyện ở sau còn tám nguyện là hoàn thành phẩm này phẩm kinh này Chính là Phật A Di Đà tuyên thuyết Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc lại cho chúng ta Đúng y như lời Phật A Di Đà không sửa dù chỉ là một chữ thuộc lại cho chúng ta Khiến chúng ta dần dần nhận thức rõ ràng về thế giới cực lạc tính tâm mới kiên định mới thật sự buông bỏ đặc biệt là hiện nay thời gian này thiên tai thảm họa xảy ra khắp nơi dù học gì cũng không kịp gặp được phật pháp trong phật pháp tinh hoa nhất quan trọng nhất khí cơ nhất đơn giản nhất tiết kiệm thời gian nhất nhanh chóng nhất mà thành tựu cao không gì bằng pháp môn này người thiện căn sâu dày hàng lợi căn tôi tin rằng họ tiếp xúc là có thể khế nhập phật a di đà đem đến cho chúng ta lợi ích chân thật huệ nghĩa là ban cho chúng ta có thể lập tức đạt được Bên dưới nói công đức của cây cao xa Bồ Tát trong cõi nước này Thiện căn thấp kém dũng khó thấy biết Đây là thật Bồ Tát trong thế giới cực là Thiện căn thấp kém là ở đâu Là cõi phàm thánh đồng cư Đây là thiện căn thấp kém thiện căn thù thắng là cõi phương tiện hữu dư thiện căn viên mãn họ đã đến cõi thật báo trang nghiêm ngày nay chúng ta đáng chú ý nhất đó chính là thiện căn thấp kém vì sao vậy vì thiện căn chúng ta thấp kém Câu này là đối với chúng ta Chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạ Là cõi phàm thánh đồng cư Bồ Tát trong cõi đồng cư Từ hạ phẩm hạ sanh Định thượng phẩm thượng sanh Chính phẩm này đều được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Được Phật gia trì Hình tượng biểu hiện ra không có gì khác với A-duy diệt trí Bồ-Tát. A à, duy việt trí là quậy thật bảo trang nghiêm Hay nói cách khác Quậy phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh Đến thế giới cực là cũng có thể đạt được đại ngộ bình đẳng Dưới pháp thân đại sĩ Quá là khó được Khiến người ta không thể tưởng tượng được Không được Phật gia trì Tuyệt đối không thấu triệt được công đức của cây này Bây giờ vì ta được Phật A-di-đà thùy tự Đại nguyện giá trị khiến tất cả đều liễu tri. Đối với công đức và lợi ích của cây này, ta hoàn toàn có thể thông đạt thấu trị. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới nguyện thọ hiện Phật sát thư bốn mươi nguyện Văn trong kim này là Thọ hiện Phật sát giống như bảo Thọ quán thứ tư trong quán Kim quán Kim nói về 16 phép quán chính là 16 phương pháp tu hành pháp cuối cùng của 16 pháp này là Trì danh niệm Phật trì danh niệm phật này trong thập lục quán là phần quan trọng nhất một quán sau cùng sau cùng cũng là quan trọng nhất phổ độ đệ tứ quán trong quán kinh là bảo thọ quán kinh văn trích dẫn đơn giản như sau văn rất dài quan niệm lão rất khéo léo ông trích dẫn ra những câu quan trọng nhất cá cây báo này Sanh ra các loài hoa di Diệu lại kết nhiều trái có ánh sáng lớn quá thành tràng Phan vô lượng bảo cái trong bảo cái hiện ra tất cả Phật sự Trong ba ngàn đại thiên thị giới Mười phương quái Phật cũng hiện trong đó Di diệu không sao nói hết Nguyện này Chúng ta có thể lý giải Cũng có thể lãnh hội Di đà như lai Vì ai mà phát nguyện này Tất nhiên là vì Bồ Tát Cõi đồng cư Vì sao vậy? Vì Bồ Tát cõi đồng cư Chưa đoạn tận nhất phẩm phiền não đúng là đới nghiệp giảng sanh mà còn đới nghiệp cực kỳ nặng cho nên tập khí phiền não cũng rất nặng tập khí phiền não là gì nhớ nhà định thế giới cực lạc lưu học có khi rất nhớ quê hương chúng ta đến từ thế giới ta bà nên nhớ thế giới ta bà nghĩ đến địa cầu này trước đây từng ở đó chắc chắn không chỉ một đời mà từng ở địa cầu này rất nhiều đời đời này qua đời khá kết duyên với rất nhiều chúng sanh có thiện duyên có ác duyên Hiện nay thế giới này như thế nào Tình hình cuộc sống của những người có duyên trước đây ra sao Chắc chắn nhớ đến họ Muốn trở về thăm có thể được chăng Được trong cây báo có thể thấy được Như hiện nay chúng ta mở tivi Mở đúng kênh là thấy được cây báo này nó khai qua cũng cứ trái hoa quả đều có ánh sáng mà còn có thể biến hóa thành Tràng phan bạo cây trong trang phan bạo cái có thể thì tất cả Phật sự của Tam thiên đại thiên thế giới. Giống như hiện nay chúng ta xem tivi vậy. Mười phương cõi nữ cũng hiện ở trong đó. Ở trước nói hiện ra tất cả Phật sự trong Tam thiên đại thiên thế giới là nói thế giới ta bà này. Nói nhâm vào Chúng sanh giảng sanh trên địa cầu này mà nói Quý vị xem Khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khu vực giáo hóa này Rộng lớn chừng nào Bằng ba ngàn đại thiên thế giới Một đơn vị thế giới Hoàng Niệm Lão nói với tôi không phải là một hệ thái dương. Trước đây, chúng ta cho rằng đơn vị thế giới là hệ thái dương. Khi nói trong lòng cũng không chắc lắm. Vì sao vậy? Vì không giống với trong kinh Phật nói. Trong kinh Phật nói, trung tâm của đơn vị thế giới là núi tu di nhật nguyệt xoay quanh núi tu di nhật nguyệt tức là nói hệ thái dương của chúng ta hệ thái dương chạy quanh núi tu di quanh eo núi tu di chúng ta nói hệ thái dương là không chắc chắn nhưng trước đây có rất nhiều người đều cho là hệ thái dương. Chúng tôi cũng không nghiên cứu điều này. Hoàng Niệm Lão học khoa học, ông nghiên cứu tương tận hơn chúng tôi. Ông cho rằng một đơn vị thị giới thực tế chính là hiện nay. Các nhà thiên văn học gọi là hệ ngân hà Nói rất có lý Quả thật Các nhà thiên văn học nói rằng Thái Dương chạy quanh hệ ngân hà Trung tâm hệ ngân hà chính là Núi Tu Di Trong Phật Pháp gọi là núi Tu Di Hiện nay danh từ trong thi trang học gọi là hát đồng Một hát động có sức hút Rất lớn mạnh Đến ánh sáng Sóng điện từ đều bị nó hút vào Đều bị nó thu vào Sức hút của nó mạnh đến như thế Sang năm năm 2012 đúng lúc đến chu kỳ ngân hà đối tề. Nghĩa là trung tâm của ngân hà thái dương địa cầu sắp thành một đường thẳng gọi là ngân hà đối tề. Theo dự ngôn thời cổ đại cho rằng ngày đó có thể phát sinh thảm họa thảm họa này có thể phát sinh chăng hát động của trung tâm ngân hà gây ảnh hưởng đến hệ mặt trời tạo thành bão mặt trời cổ nhân gọi là thái dương hát tử cho nên gọi là bão mặt trời sức hút của nó mở rộng diện tích bão mặt trời kéo nó ra bão mặt trời đó đặc biệt rộng lớn trận bão lớn như thế có thể ảnh hưởng đến địa cầu vì nó sắp thành một đường thẳng với địa cầu sức hút này rất lớn giới khoa học rất lo sợ là thái dương hát tử khiến địa cầu xảy ra động đực sóng thần và núi lửa phun trào điều này rất có thể xảy ra nếu cả ba thứ này cùng đến gây ra cho địa cầu thảm họa vô cùng khủng khiếp dự ngôn của người Maya Châu Trung Mỹ là nói đến điều này. Thời cổ đại dân tộc này vào thời đó rất có nghiên cứu về thiên văn, lúc đó không có máy móc khoa học, họ hiểu rõ tình trạng vận hành của hệ thái dương trong hư không họ đều có thể hiểu mà tính toán còn rất tinh vi theo dự đoán của họ thì đến tháng mười hai sang năm là kết thúc vì sao không còn nữa phải chăng đây là ám chỉ ngày tận thế? Không ai có thể nói rõ được. Người Mỹ quay bộ phim 2012 Năm trước phát sóng trên toàn cầu Phát cùng một lúc gây được tiếng vang lớn. Không lâu sau, giới khoa học bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Thảo luận về vấn đề này có ghi lại 4 VCD. Tôi đều đã xem qua. Những điều thảo luận trong VCD này có giá trị hơn trong phim. Có một số nhà khoa học cho rằng điều này rất có thể. Cũng có một số cho rằng chưa chắc. Có thật chăng theo Phật pháp nói. Tất cả phá từ tâm tưởng sanh. Duy tâm sở hiện Duy tức sở biến Tướng do tâm sanh Cảnh tùy tâm chuyển Thèn chốt vẫn là ý niệm của chúng ta Nếu người sống trên địa cầu này Tâm niệm đoan chánh Không có tà tư Không có tà hạnh ý niệm của chúng ta giúp ta thấy được sự vận hành của tinh cầu trong thái không giúp nó ổn định không xảy ra vấn đề Quý gì xem ý niệm có sức mạnh lớn đến như vậy có thể kháng cự sức hút của ngân hàng có thể khiến Thái Dương hát tự không đến nội quá đáng Ý niệm có sức mạnh lớn như vậy Đức Phật nói gì sức mạnh này hiện nay được giới khoa học khẳng định Các nhà lượng tử lực học nói rất rõ ràng Đây là thơ không phải giả Chúng ta hy vọng thế giới này Tất cả những người có tín ngưỡng tôn giáo Mọi người đều cầu nguyện cho vấn đề này Sức mạnh tập thể ý thức đích thực Có thể quá giải thiên tai Mặc dù không quá giải được hoàn toàn Nhưng cũng có thể giảm nhẹ rất nhiều Không đến nỗi dẫn đến tận thị Điều này rất có thể Khiến chúng ta nghĩ đến tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật Bản Làm thí nghiệm bên Hồ Tỳ Bà Thí nghiệm này chứng minh cho chúng ta thấy Ý niệm tập thể có sức mạnh rất lớn Hồ Thị Bà có một khúc eo Khúc eo này nước bị động Không lưu thông Hơn hai mươi năm nay Nước dơ bẩn Đục ngầu Vô cùng hôi hám Ông phát động Tìm hơn ba trăm năm mươi người Mời thêm một vị Pháp Sư Hơn chín mươi tuổi Dẫn đầu đại chúng cầu nguyện bên hồ nước này chỉ dùng thời gian một tiếng. trong một tiếng này, người tham gia cầu nguyện phải buông bỏ mọi ý niệm. không nghĩ đến bất kỳ điều gì. chỉ nghĩ đến một điều. hồ nước rất sạch sẽ. chỉ nghĩ đến vấn đề này. miệng đọc câu này. nước hồ rất sạch sẽ. nước hồ rất sạch sẽ. niệm một tiếng như thế. Ba ngày sau Hồ nước này quả nhiên trong sạch Mùi hôi hám không còn Truyền thông Nhật Bản đưa tin Duy trì được nửa năm Nửa năm sau lại hồi hám trở lại như cũ Tiến sĩ Giang Bộn kể cho tôi nghe chuyện này tôi liền nói với ông ta rằng tốt nhất là hai tháng ông tổ chức một lần như vậy mới duy trì được lâu dài cầu nguyện này là tập trung ý thức tập thể năng lượng rất lớn nhưng đây là trị ngọn không phải trị gốc vì sao vậy vì sau khi cầu nguyện xong ý niệm mỗi người lại loạn lại tạp Chứng minh rằng việc cầu nguyện trong tôn giáo quả thật có hiệu quả Nhưng nhất định phải biết rằng nó không trị tận gốc Chỉ trị ngọn Làm sao mới trị gốc? Đoan chánh tâm niệm đó là trị gốc Giáo dục tôn giáo trị gốc Cả gốc lẫn ngọn đều trị được Chỉ cầu nguyện không thôi là trị ngọn không trị gốc Đạo lý này chúng ta phải hiểu Mới sanh khởi tính tâm đối với tôn giáo Giáo dục tôn giáo Đó mới thật là dạng năng Là giáo dục chủ yếu Dạy học quan trọng Của tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới Hư không giới Vì thị giáo dục tôn giáo có tầm ảnh hưởng rất lớn Đáng để chúng ta coi trọng Đáng xuyên năng học tập Giúp thế gian này quá dạy thiên tài. Bất luận chúng ta nỗ lực đến đâu Toàn tâm toàn lực làm Làm thành công Phải giữ tâm thanh tịnh của mình Không khởi dòng niệm Như vậy là đúng Nếu ta nghĩ rằng Mình làm được việc tốt này Không biết cứu được bao nhiêu người Chỉ cần sanh khởi ý niệm này Không biết bao nhiêu công đức tiêu tan hết phải biết điều này Vì sao công đức không còn Vì công đức có thể sanh tâm thanh tịnh Công đức có thể khai trí tuệ Nếu ta có ý kể công Còn cái tôi làm việc tốt Đây là vọng niệm là vọng tâm không phải chân tâm một tiếng đồng hồ cầu nguyện này buông bỏ tất cả vọng niệm là dùng chân tâm cầu nguyện nhưng một tiếng đồng hồ sau cầu nguyện xong vọng niệm lại khởi lên không giữ được Trong Phật Pháp gọi đây là tu phước Tu phước không liên quan đến công đức Công đức và phước đức khác biệt ở chỗ này Công đức là dù làm bao nhiêu việc tốt Cũng đều là tam luân thể không Nghĩa là dù làm bao nhiêu việc tốt cũng như không có gì Còn phước đức thì sao? Phước đức là ta sẽ có những ý niệm này, có vấn đề này, đó là tu phước đức. Phước đức dễ tu, công đức khó. Công đức phải không chấp tướng mới được, mới là công đức. Chấp tướng chính là phước đức. Đây là cách giải thích đơn giản nhất. Mọi người vậy lý giải. Chấp tướng là tu phước Lìa tướng là tu công đức Do đó ta có thể thấy khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tất cả Phật sự trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Tất cả các Phật sự tức là mọi tình hình Phật ở đây là giác ngộ thấu triệt Tất cả sự tướng trong tam thiên đại thiên thế giới Đều thấu triệt hết Minh bạch tất cả Đây gọi là Phật sự Bên dưới nói Mười phương cõi Phật cũng hiện trong đó Không chỉ cõi nước của Phật Thích Ca Mâu Ni Hiện ra trong cây báo Hoặc là Thấy trong hoa báo Hoặc thấy trong quả báo Hoặc do hoa quả biến hóa ra Tràn phan bạo cái Mà thấy được trong đó Xem tiếp quán này trong quán kim chính là quán bảo thọ thứ tư chính là thành tựu của nguyện này tức là thành tựu của nguyện này Trong cõi nước cực lạc Cây báo vô lượng Ánh sáng trong mỗi cây Quá hiện vô lượng bạo cái Mỗi một bạo cái Trong đó hiện ra mười phương quái Phật Thanh tịnh sang suốt Giống như gương sáng Thấy quái Phật tha phương Rõ ràng thấu triệt Như đối trước tấm gương Tự soi mặt mình câu này nói rất rõ ràng cây cỏ hoa lá ở thế giới cực lạc đều là loài báo thành tựu ta liền nghĩ đến phước báo của họ lớn biết bao Nếu con người có thể buông bỏ vọng niệm vọng tâm Chính là cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạ Có tâm phân biệt Là cõi phương tiện Có chấp trước là cõi phàm thánh đồng cư vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là giả trong tự tánh vốn không hề có tự tánh thanh tịnh tâm chỉ có thường tịch quan Tâm hiện là cõi thật bằng. Thức biến là cõi phương tiện và cõi đồng cư. Là thức biến. Thế giới này vô lượng cây bóng. Cây này thiên biến dạng hóa. Trong hoàng nguyên quán gọi là xuất sanh vô tận Nó có ánh sáng Trong ánh sáng đó biến quá đa đoan Quá hiện vô lượng bảo cái Trong bảo cái lại hiện ra mười phương cõi Phật Thanh tịnh sáng suốt Nghĩa là nói Cõi nước Phật hiện ra rất rõ ràng Không có chút mê hồ nào Thì một cách thấu triệt để với những hiện tượng này Lý sự nhân quả Không có gì không hiểu Bên dưới đưa ra ví dụ giống như tấm gương sáng Chúng ta lấy chiếc gương Thầy tha phương quái Phật rõ ràng thấu triệt Như đứng trước chiếc gương trong suốt Như chúng ta đứng soi mặt mình trong gương vậy trong ánh sáng kỳ báu sinh ra vô lượng vô biên cảnh giới trong cảnh giới nhìn thấy mười phương cõi nước chư phật quá khứ hiện tại vị lai vì trong cảnh giới này không có thời gian và không gian từng thời gian và không gian đều đã bị đột phá ta có thể nhìn thấy quá khứ và vị lai có thể thấy cõi nước cực lạc Hàm nhĩ tất cả quái Phật. Tương nhập tương tức không thì nghĩ bàn. Một cây báo trong cõi nước cực lạc. Đã hàm nhĩ tất cả quái Phật. Như cây báo này ở thế giới cực lạc, nhiều vô lượng vô biên vô lượng vô biên cây báo mỗi cây báo đều như vậy cảnh giới này là thật chúng ta có thể nói cây báo đó Là biến pháp giới hư không giới Là từ trong cây này hiển hiện ra Điều này chúng ta cảm thấy không thể nghĩ bàn Trên thực tế Những đạo lý này Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường nói với chúng ta quý vị xem giới tử nạp tu di tu di nạp giới tử phải chăng đây là tương nhập tương tức đúng vậy ở trước chúng ta vừa học xong di điểm trong một sợi lông một hạt bụi di điểm trong hạt bụi di điểm trong hạt bụi di điểm trên đầu sợi lông trong đó có hàm nhiếp tất cả cõi phật chăng có di điểm trong một hạt bụi có hàm nhiếp tất cả cõi phật chăng Có tất cả đều là tương nhập tương tức không thể nghĩ bài hàm nhiếp trong cây báo đo có vấn đề chăng đây là gì đây là tánh đức viên mãn hiển lộ nó vốn là như vậy không có ai tạo ra nhà phật dùng một câu là pháp nhĩ như thị pháp nghĩa là tất cả pháp nhĩ là sao vốn là như vậy tánh tướng nhất như tánh tướng không hay lý sự nhất như nhân quả không hay cảnh giới không thể nghĩ bàn chúng ta hiểu được một điểm thì trong tất cả pháp hoàn toàn hiểu rõ Vì thế tất cả Pháp Không có một Pháp nào Không phải cơ duyên khai ngộ của chúng sanh Không nhất định trong một nhân duyên nào được triệt ngộ, minh bạch Như vậy mới có thể buông bỏ triệt để Mới thật sự tự độ Biết phải giúp người khác như thế nào người khác có độ được chăng còn phải xem nghiệp chướng của họ nghiệp chướng mỏng rất dễ khai ngộ nghiệp chướng sâu nặng khó khai ngộ khó cũng không sao thời gian rất dài Đời đời kiếp kiếp về sau Chắc chắn được chư Phật Như Lai quan tâm Đệ tử Phật môn không bỏ một ai Đây là thật không phải giả Ta phê bình chư Phật Như Lai Cử tuyệt chư Phật Như Lai Thậm chí là quỷ diệt Chư Phật như lai Thật ra có quỷ diệt được chăng? Không thể Tất cả Pháp bất sanh bất diệt Sao ta quỷ diệt được? Chư Phật như lai diễn diễn Dùng thiện ý đối với ta Dùng lòng yêu thương đối với ta Rất tuyệt vời Lòng thương biến Pháp giới Thiện ý khắp ta bà Vì thế Phật Bị thật sự là pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quan hỷ Bất luận ta dùng thái độ gì đối với Ngài Tôn kính thì Ngài sẽ quan hỷ sĩ nhục Ngài cũng quan hỷ Quả là không thể nghĩ bạn Đây là gì? là thấu rõ tận cùng chân tượng các pháp cảnh giới này tự nhiên hiện tiền cũng là pháp nhĩ như thị chúng ta cần phải hiểu cần phải học học tập phương pháp di diệu nhất là chấp trì danh hiệu Công đức chấp trì danh hiệu không thể nghĩ bàn Chúng ta xem tiếp chương sau Ngã tác Phật thời Sở cư Phật sát Quảng bác nghiêm tịnh Quang oánh như kính Triệt chiếu thập phương Vô lượng vô số Bất khả tư nghị chư Phật thị giới Chúng sanh đổ giả sanh hy hiểu tâm Như bất nhĩ giả bất thụ tranh giác Đoạn bên dưới là Hương quang phụ nhịp phổ nhiếp vô lượng vô số thế giới chư phật không thể nghĩ bàn đây là nguyện triệt chiếu thập phương thứ bốn mươi hai chúng ta xem chú giải của hoàng niệm lão nguyện Triệt chiếu thập phương Thứ 42 bên phải Quảng bác Tức rộng lớn vô biên Nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh Quang oánh là quang minh trong suốt Triệt chiếu Tức là không có điểm di tế nào không hiển lộ Không có điểm xa nào không nhìn thấy Chúng ta Nói mấy câu này trước Đây là nói rõ về thế giới cực lạc khi ta làm phật ta là phật a di đà tự sinh khi phật a di đà tu hành thành phật viên mãn cõi nước ngày cư trụ thông thường cũng dịch nó thành cõi nước phật Chúng tôi phương tiện Giảng giải Để mọi người dễ hiểu Cho nên tôi thường gọi là đạo tràng Đạo tràng ngày cư trú Đạo tràng này rất lớn Đạo trang này chính là thế giới cực lạ Mấy câu này đều là hình dung Quảng bác Là rộng lớn Không có biên giới Địa cầu chúng ta có biên tế chăng? Có Hệ Thái Dương có biên tế chăng? Cũng có Hệ Ngân Hà có biên tế chăng? Vẫn là có Thế giới cực lạ không có biên tiền như vậy nghĩa là sao trong kim di đà nói rất rõ ràng thế giới cực lạc ở phương tây của thế giới ta bà cách đây mười vạn ức cõi nước phật người có nghiên cứu kinh điển đều biết Phật thuyết pháp không có nói pháp nào nhất định nguyên tác Phật giảng kinh thuyết pháp là nương vào nhị đi Nhị đế là chân đế và tục đế. Tục đế là nói theo tri kiến của chúng sanh, dễ hiểu. Là thường thức của chúng ta rất dễ hiểu. Nếu theo chân đế thì rất khó hiểu. Chân đế là gì là những gì ngài chứng được? Chúng ta không hiểu. Ví dụ nói hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất chúng ta dễ hiểu. Nhưng nói tướng tức vô tướng, vô tướng tức tướng, điều này rất khó hiểu. Ngài nói ngoài dạng ước cõi nước Phật có một thế giới tên là cực lạ chúng ta dễ hiểu, ngày nay nói về thế giới cực lạc rộng lớn vô biên chúng ta không hiểu bởi thế nói từ chân đế là trong cảnh giới như lai tự chứng mà nói tức như trong kinh có câu chỉ có chứng mới biết ta tự chứng được mới thấu tột chân tướng của nó nếu chưa chứng không thể hiểu được thế giới cực lạc ở đâu? quá thật không có biên tiệt chỗ chúng ta đây phải chăng là thế giới cực lạc? nói thật Không thể nói không phải Cũng không thể nói nó phải Từ trên chân đế mà nói Là thế giới cực lạ Từ tục đế mà nói thì không phải Nếu dùng khoa học hiện đại để giải thích Giống như một màn hình trên tivi nhưng kênh khác nhau quý vị xem tiết mục này không muốn xem nữa đổi kênh khác đóng kênh này thì không thấy nữa mở kênh khác hình ảnh lại xuất hiện đều ở trong một màn hình không có hai màn hình Quý vị lãnh hội được ý này chăng? Trong kinh điển Đại thừa nói: Tâm tịnh tức quái Phật tịnh. Nếu chúng ta được tâm thanh tịnh, niệm Phật, được Phật lực gia trì, chúng ta ở đây nhìn thấy thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc ở đâu? Trong giảng sanh truyện có Khi lâm mạng chung Phật định tiếp dẫn Ta thấy được thế giới cực lạc Thế giới cực lạc ở đâu? Thế giới cực lạc ở cạnh bên Thế giới cực lạc ngay trong phòng Không rời xa chỗ chúng ta Lập tức đến thế giới cực lạc Đoạn khai thị. Trong tam thời hệ niệm, thiền sư Trung Phong nói: Tâm ta tức là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tâm ta. Ở đây tức là Tịnh độ, Tịnh độ tức là ở đây. Hai câu này hiển thị cho chúng ta thấy Thế giới cực lạ không có biên tế Thế giới cực lạ vô biên vô tận Thế giới ta bà có biên tế chăng cũng không có biên tế Một có tất cả đều có Một không tất cả đều không Đúng vậy Quý vị nói chỗ tôi có, chỗ anh ta không có, không thể như thế được. Bởi vì trong này trong kinh luận và chân tướng sự thật đều là diệu ý vô cùng. Chúng ta mới dần dần hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng đúng là như ở trước nói cùng di cực di đây là họ đã chứng được nói như các nhà khoa học hiện nay là triết học cứu cánh viên mã khoa học cứu cánh viên mã khi chưa đạt đến cùng di cực diệu nghĩa là chưa đạt đến viên mãn. Thật sự đạt đến viên mãn, kinh điển đại thừa dùng bốn chữ này để hình dung. Nghiêm tịnh, nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh trang nghiêm nói như cách nói hiện nay là tốt đẹp vô cùng tốt đẹp không hề có chút khiếm khuyết nào quý vị xem trong sự tốt đẹp có thanh tịnh hay nói cách khác là không hề có chút ô nhiễm nào vì sao vậy vì trong tự tánh thanh tịnh tâm chẳng những không có ô nhiễm vật chất ô nhiễm của tinh thần mà ô nhiễm của hiện tượng tự nhiên cũng không có vĩnh viễn thanh tịnh cho nên nó phóng ánh sáng ba loại hiện tượng này đều có quan minh hiện tượng tự nhiên có ánh sáng hiện tượng tinh thần có ánh sáng hiện tượng vật chất có ánh sáng trên thực tế bất kỳ một loại vật chất nào như ở trước nói Di điểm của một sợi lông hạt bụi Trong di điểm này đầy đủ ba loại hiện tượng Các nhà khoa học gọi đây là lượng tử, tiểu quang tử Trong một điểm nhỏ đầy đủ cả ba loại hiện tượng Hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy các nhà khoa học dùng máy móc tinh vi kính hiển vi cao độ đã nhìn thấy máy móc tinh vi mới có thể tính được tần suất dao động của nó đây là tính toán ra tần suất của nó điều này hoàn toàn tương đồng với trong kinh luận đại thừa nói khoa học đã chứng minh cho phật pháp Quang oánh như kiếm Ánh sáng trong suốt Triệt chiếu không có điểm nhỏ nào không hiện ra không có nơi xa nào không thấy Hai câu này cũng đã nói một cách rốt ráo Xem từ khoảng cách xa Không có chỗ nào xa mà không nhìn thấy Ngày nay gọi là vũ trụ di quang không có điểm nhỏ nào không hiển lộ tức hiện nay gọi là lượng tử lực học ngày nay khoa học đang phát triển về hai hướng cực đoan này vật lý thái không thì không có chỗ xa nào không thấy rất đáng nể theo báo cáo kết luận của các nhà khoa học Thông qua kính diễn vọng Nhìn thấy biên duyên của vũ trụ Nhìn thấy hiện tượng này Những ánh sao trong hư không Đều đi xa chúng ta Với tốc độ nhanh nhất Từ hiện tượng này Họ suy đoán Nguồn gốc vũ trụ là sự bùng nổ lớn Khi bùng nổ là vật chất văng ra bên ngoài Thì tinh cầu được bay ra bên ngoài thật xa Khoảng cách càng xa tốc độ càng lớn Thật sự có thể nhìn thấy vũ trụ Chỉ có 10% Còn 90% không thấy Chúng ta đọc báo cáo kết luận của họ nghe được một tin tức như thế đem so sánh với kinh luận đại thừa chúng ta càng rõ ràng hơn tư tưởng của họ rất chính xác không sai vũ trụ không phải hình thành bởi sự bùng nổ Vì sao tình trạng của tinh cầu giống như bành trướng Mà bành trướng ngày càng nghiêm trọng hơn Trong kinh nói rất hay Pham sở hữu tướng giai thị hư vọng Hiện tượng vũ trụ không phải thật Vì nó là hiện tượng Bất luận là hiện tượng tự nhiên Hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần Hãy nhớ rằng nó là hư vọng Không phải chân thật Vì sao nó có hiện tượng bành trướng Khiến chúng ta nghĩ đến điều gì Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Bây giờ nhân tâm bành trướng Bành trướng điều gì Bành trướng tham sân si Nếu câu này trong kinh nói là thật Cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta ngày nay Tham sân si không có giới hạn Ảnh hưởng đến sự bành trướng của hiện tượng vũ trụ Nếu chúng ta đoạn tận tham sân si Không còn chập trước Không còn phân biệt Khởi tâm động niệm cũng không còn Vũ trụ này còn bành trướng chăng Không còn bành trướng Đã định hình Khi nào ta có thể nhìn thấy Đến thế giới cực lạc là thế Ở thế giới cực lạc quan sát vũ trụ Vũ trụ đứng yên Bất động lặng yên nó có hoạt động nhưng mọi hoạt động ta đều hiểu rõ ở trong lục đạo lục đạo là một chất mộng giác hậu không không vô đại thiên hiện tại chúng ta đang ở trong lục đạo quan sát trong mộng đang nằm mộng giống như quan sát cảnh giới trong mộng vậy Tỉnh giấc hoàn toàn không có gì, trống không Tỉnh giấc mộng trong lục đạo là tứ thánh pháp giới xuất hiện Ra khỏi giấc mộng của tứ thánh pháp giới là nhất chân pháp giới Trong mười pháp giới đều là đồng Vì sao vậy? Vì dùng giống tâm, giống tâm là đồng Nhất chân Pháp giới là chân tâm, chân tâm bất động. Hiện tượng không giống nhau. Điều này trong kinh luận Đại Thừa cũng thường nói, chỉ có chứng mới biết được. Chứng như thế nào? Không có gì khác ngoài nhìn thấu và buông bỏ. Buông bỏ nhìn thấu nhìn thấu giúp ta buông bỏ, buông bỏ lại giúp ta nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa là hai điều này hổ tương cho nhau. Năm 26 tuổi khi tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi như thế. Tôi đến thịnh giáo đại sư Bí quyết để khế nhập cảnh giới như lai Ngài nói với tôi là nhìn thấu buông bỏ Nhìn thấu là gì là hiểu rõ Buông bỏ là gì? Buông bỏ là làm được Ta hiểu được một chút thì làm được một chút Làm được một chút lại hiểu thêm một chút Hiểu thêm một chút lại làm thêm một chút Từ sơ phát tâm đến như lai địa Không có gì ngoài nhìn thấu và buông bỏ Tôi cảm ơn Thầy Ngày đầu tiên đã nói cho tôi biết bí quyết này Trải qua 60 năm tu học cảm thấy không hề sai Đúng là như vậy Cho nên chúng ta hiểu Quý vị xem 51 cấp bậc trong kinh Hoa Nghiêm Kể cả cấp bậc sau cùng là 52 Trước tiên Phải buông bỏ tầng tự nhật Mới có thể lên đến tầng thứ hai Đến tầng thứ hai mới biết là con tầng thứ ba Ta buông bỏ tiếp tầng thứ hai là lên đến tầng thứ ba Lên tầng ba phát hiện rằng vẫn còn tầng trên Ta tiếp tục buông bỏ để lên tầng trên nữa Vừa buông bỏ vừa nhìn thấu Đạt đến đỉnh cao nhất Ở trên không còn Đó là diệu giác dị Diệu giác dị là cao nhất nếu ta không chịu buông bỏ thì khó mà tiến lên cao được không thể nâng cao lên được dù chỉ một tấc nếu muốn nâng cao cảnh giới vậy thì phải buông bỏ không buông bỏ sẽ mãi mãi đứng yên một chỗ dù học nhiều kinh giáo học tốt đến đâu Cổ nhân nói Dù nói như qua trời rơi rụng Trước tác rất nhiều Cũng không thoát ly được luân hồi lục đạo Vì sao vậy? Vì chưa buông bỏ Buông bỏ lục đạo mới đến được tứ thanh pháp giới đến thanh văn, buông bỏ thanh văn mới chứng được duyên giác Buông bỏ duyên giác mới chứng được Bồ Tát Buông bỏ Bồ Tát liền chứng được quả Phật Buông bỏ quả Phật lập tức vượt thoát mười Pháp giới Chứng được Pháp thân Cho đến đoạn tận tập khí vô thị vô minh Cõi thật báo cũng không còn Thường tịch quan hiển tiền Các nhà khoa học Không biết 90% vũ trụ đi về đâu Nó trở về thường tịch quan Họ không biết Nhưng trong kinh luận có nói đến Đã trở về thường tịch quan Giờ đây có thể biết Tất cả Pháp đều từ Thường Tuyệt Quang hiển lộ ra, sau cùng lại trở về Thường Tuyệt Quang. Đây là một sự tuần hoàng lớn. Tuần hoàng có tính chu kỳ. Đây là dòng tuần hoàng lớn. chúng ta muốn hỏi sau khi trở về thường tịch quan có còn mê chăng có trở thành chúng sanh chăng nói như vậy không những chúng ta có nghi hoặc ngay trong hội lăng nghiêm tôn giả phú lâu na cũng đưa ra vấn đề này nghi hoặc như chúng ta đức phật nói với chúng ta là không Ngài đưa ra một ví dụ Chẳng hạn như vàng được luyện ra từ mỏ vàng Luyện thành vàng rồng Vàng rồng này có biến thành quặng sắc chăng? Không bao giờ Đức Phật đưa ra ví dụ này Là để nói với chúng ta rằng Tinh chế với những việc tu hành quan sát dí như hàng phàm phu từ quan sát tinh chế qua từng giai đoạn đến lúc thanh gian rong đào thải hết tất cả những cặn bã chỉ còn lại vàng rồng tu hành chứng quả giống như vàng rong được tinh chế ra từ quan sát dị Nó không bao giờ biến thành quảng sát Giờ đó 90% của vũ trụ Nó đã biến thành vàng rồng Không phải là quảng sát Nên không tìm thấy nó trong quảng sát Nó đã biến mất trong thế giới di quan nơi định di của cực di ở trước chúng ta đã học di điểm của một sợi lông một hạt bụi di điểm này tức là di của cực di các nhà lượng tử lực học Họ nghiên cứu thế giới di quang. Phát hiện Bản chất của vật chất và tinh thần là gì? Điều này là khó được Các nhà khoa học cận đại đã phát hiện Chúng ta dùng tư tưởng trong báo cáo của giới khoa học Để ứng đối với câu trong Kinh Giang nói Vô di bất hiển, vô diện bất hiển Rất dễ hiểu Chúng ta có thể tin, có thể tiếp thu Không hề hoài nghi Hy hữu trong kinh niết bàn nói ví như hoa sen mọc ra trong nước không có gì hy hữu sanh ra trong lửa mới là hy hữu đây là đưa ra ví dụ hy hữu nghĩa là sao là không thường thấy hoa sen trong ao chúng ta thường thấy không có gì lạ nếu trong lửa có hoa sen đây mới là thật hy hữu cõi nước cực lạc trang nghiêm thanh tịnh ánh sáng trong suốt như gương chiếu xoay mười phương như trong quán kim nói thiên quan của bồ tát đại thị chị có năm trăm hoa báo mỗi một hoa báo có năm trăm đài báo trong mỗi đài báo tướng rộng dài của cõi nước tịnh diệu mười phương chư phật đều hiện trong đó đây là nói sự thanh tịnh trang nghiêm của thế giới cực lạc ánh sáng trong suốt như gương chiếu soi mười phương ở đây đưa ra một ví dụ như trong quán kinh nói đến chiếc mũ bồ tát đại thi chí đội thực tế mà nói y phục của chư phật bồ tát chúng ta không thể tưởng tượng được Dù tạc tượng cũng không tạc được Quả tượng cũng không quả được Chỉ đơn thuần nói đến chiếc mũ Bồ Tát Đại Thế Chí Đội Trong này có 500 hoa báo Trong mỗi hoa báo có 500 đài báo Giống như hoa sen Có đài sen vậy chúng ta biết qua sen đài sen giống như đài báo trong đó có rất nhiều hạt trong mỗi một đài tướng dài động cõi nước tịnh diệu mười phương chư phật đây chính là cõi nước của mười phương chư phật đều hiện ra trong đó Cho nên biết cõi nước này, cõi nước này là thế giới cực lạc. Từ đây ta có thể hiểu về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc lớn nhỏ tương dung, rộng hẹp vô ngại Một sợi lông một hạt bụi đều chiếu soi mười phương. Đây là cạnh vợi không thể nghĩ bài nhỏ có thể dung nạp lớn lớn dung nạp nhỏ không có gì hy hưởng nhỏ dung nạp lớn là quá hy hưởng như ví dụ ở trước nói hoa sen trong nước không có gì hy hữu hoa sen trong lửa mới thật hy hữu nhỏ đến mức độ nào nhỏ bằng đầu sợi lông hạt bụi một sợi lông này là chỉ đầu sợi lông của chúng ta đầu sợi lông trên thân thể chúng ta Một hạt bụi là một hạt di trần Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được Trong kinh Đức Phật dùng ví dụ Để Nói rõ ý nghĩa này Hiện tượng vật chất nhỏ nhất Phàm là hiện tượng vật chất Nó có bốn đặc tính Chỉ cần là hiện tượng vật chất Nhất định có bốn hiện tượng này Bốn đặc tính này gọi là tứ đại Đức Phật dùng địa thủy quả phong làm ví dụ Địa là một loại vật chất dù nhỏ nó vẫn là vật chất đó gọi là đại địa nó có thật thủy đại là gì thủy đại nó có độ ẩm chúng ta gọi là độ ẩm quả đại là độ nóng nó có độ ẩm và có độ nóng nói như các nhà khoa học hiện nay thủy đại là điện âm quả đại là điện dương nghĩa là nó có thể điện bản thân có điện có điện âm có điện dương phong đại nghĩa là gì nó là động không phải tịnh cần phải biết điều này tự tánh bất động Hiện tượng là động. Hiện tượng vật chất là động. Cho nên nó có tính chất của phong đại. Hiện tượng tinh thần cũng là động. Hiện tượng tự nhiên vẫn là động. Phàm những gì động đều không phải thật. Đều thuộc về sát na sanh diệt. Tốc độ sanh diệt chúng ta không thể cảm nhận được Bồ Tát Di Lặc nói Một giây có một ngàn sáu trăm triệu sanh diệt Như vậy làm sao ta biết được Đức Phật nói phàm những gì có tướng đều là hư vọng Bao gồm cọi thật báo trang nghiêm của chư Phật Chỉ có thương tuyệt quan là vĩnh hằng bất sanh bất diệt. Trong kinh điển nói rất nhiều về điều này. Đức Phật từ bi khiến chúng ta có cơ hội học nhiều lần. Lặp đi lặp lại nhiều lần nên ấn tượng rất sâu sắc mới có thể khởi lòng tin. Sanh khởi lòng tin đối với nó Khi ấn tượng không sâu sắc Rất nhẹ Cảnh giới hiện tiền là mê ngay Không hiệu quả Lập tức bị cảnh giới ảnh hưởng không thể giống bồ tát ở đây chúng ta nói là pháp thân bồ tát họ ở trong cảnh giới như như bất động bất động là chân tâm chân tâm sanh trí tuệ trí tuệ thông đạt thấu trị chiếu soi mười phương Giọng tâm ngu si, hôn ám, không thấy được gì cả. Từ trong đoạn kinh văn này chúng ta biết thế giới cực lạc lớn nhỏ tương dung, rộng hẹp vô ngại hẹp dung nạp lớn một sợi lông một hạt bụi đều chiếu soi mười phương bây giờ chúng ta không còn hoài nghi điều này di điểm trong một sợi lông hạt bụi ngày nay chúng ta gọi là lượng tử nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn tốc độ nhanh chóng chúng ta không thể tưởng tượng được nhưng nó đều có thể chiếu soi mười phương cõi nước của tất cả chư phật mười phương đều hiện rõ trong đó. Trong phần kinh Gian trước chúng ta đã học, trong kinh Hoa nghiêm nói, ai có năng lực đi vào thế giới di điểm của một sợi lông một hạt bụi là Bồ Tát phổ hiện. chúng ta biết tất cả bồ tát ở thế giới cực lạc đều tu đức của phổ hiền đại sĩ hay nói cách khác bồ tát ở thế giới cực lạc là bồ tát gì toàn là bồ tát phổ hiền Mỗi người đều là Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền trong cõi đồng cư Bồ Tát Phổ Hiền trong cõi phương tiện Bồ Tát Phổ Hiền trong cõi thật báo Tất cả đều là Bồ Tát Phổ Hiền Tuy quá dị không giống nhau Nhưng đều được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Đều làm A-duy diệt trí Bồ Tát Quý vị xem có di diệu không? Những chân tướng sự thật này Nếu chúng ta hoàn toàn thông suốt Có thể không động tâm sao? Có thể không muốn đến thế giới cực lạc sao? Còn lưu luyến cõi nước của mười phương chư Phật sao? Không những không lưu luyến thế gian này Đến mười phương cõi nước cũng không lưu luyện Khẳng định vào một mục tiêu Một phương hướng Giống mạnh tinh tấn Giảng sanh tịnh độ Bộ Đại Kinh Giải này Giới thiệu rất tương tận cho chúng ta về thế giới Tây Phương cực lạ Chúng tôi nghĩ rằng trong sách này giới thiệu hơn hẳn cổ đức Chúng ta xem chú giải của cổ đức không nói tường tận như vậy Thực tế mà nói, Phật pháp là bất nhị pháp môn. Chúng ta hiểu những gì trong Đại kinh dạy nói, khi xem lại chú giải của cổ nhân sẽ rất khác. Có thể nhận ra mật ý trong từng câu từng chữ. Thêm vào công phu tu hành của mình. Công phu là gì là buông bỏ chỉ cần buông bỏ cảnh giới liền nâng cao giảng sanh luận nói các cung điện lầu gác thấy mười phương vô ngại đây là Một câu trong giảng sanh luận Đại sư Đàm Loan nói Thanh tịnh sáng suốt như gương Cả tướng tịnh uế Nghiệp duyên thiện ác trong mười phương quốc độ Đều hiện ra hết Điều này thấy ở đâu? Ở trước là thấy nơi cây báo Còn đây là thấy trong cung điện lầu gác Ở thế giới Tây Phương cực lạ Không có nơi nào không nhìn thấy Nơi đến điểm rốt ráo chính là một sợi lông một hạt bụi đều chiếu soi khắp mười phương khắp mọi nơi trong thế giới cực lạ có thể nói là mọi lúc mọi nơi đều có thể thấy được cõi nước của chư phật khắp mười phương thế giới này của chúng ta không khác gì với cực lạ nhưng chúng ta không được Nghiệp chướng quá nặng nề nên không nhìn thấy Đến thế giới cực lạc là ngày ngày tiêu nghiệp chướng Phờ quang chiếu đến là tiêu nghiệp chướng Ánh sáng cây bão chiếu xoay là tiêu nghiệp chướng Ánh sáng lâu gác chiếu đến cũng tiêu nghiệp chướng Mười phương như lai phóng quang Giúp chúng ta tiêu nghiệp chương Cho nên ở đó chỉ trong một đời là thành Phật Thành tựu rất nhanh Thế gian này chúng ta muốn tiêu nghiệp cũng không tiêu được Chẳng những không tiêu được mà nghiệp chướng ngày càng tăng trưởng Ngày ngày gia tăng Quý vị xem phiền phước biết bao tịnh độ là chỉ gọi phương tiện. Tự thành pháp giới. Chúng ta gọi là gọi phương tiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý độ là luân hồi lục đạo. Hợp lại là mười pháp giới. Chư tướng, câu này là nói đến bốn chữ các tướng tịnh uy, nghĩa là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Đã nói đến tất cả Nghiệp duyên thiền ác Bốn chữ này là nói gì Nhân duyên quả báo Mười pháp giới không tách rời nhân quả Nhân quả có từ khi nào Thập pháp giới có từ khi nào Thì nhân quả có từ đó Nhân quả và thập pháp giới đồng thời đến quý vị có tin chăng nếu tin nó có thể giúp ta giải quyết vấn đề còn như không tin mọi vấn đề đều không thể giải quyết tất cả đều hiện ra ta thấy được tất cả thấy toàn bộ tưởng hiện ra từ trong cung điện lầu gác những gì chúng tôi vừa nói đều rất quan trọng chúng ta thường nhắc đến giáo huấn của thiền sư trung phong cực lạc tức ở đây ở đây tức cực lạc cây và quả ở cõi cực lạc trong ánh sáng có thể hiện ra mười phương quái phật cây và quả ở thế gian chúng ta có ánh sáng chăng có ánh sáng chúng ta không nhìn thấy vì sao vậy vì nó cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng chứ chẳng phải không có ánh sáng. Người có khí công nhìn thấy. Người bây giờ gọi là người có công năng đặc dị. Họ nhìn thấy cây cỏ qua lá đều có ánh sáng. Ánh sáng lớn hay nhỏ, màu sắc của ánh sáng Có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của cây này Nếu nó bị ô nhiễm nghiêm trọng Quý vị xem hiện nay dùng thuốc sâu phân bón Đất đai ô nhiễm Đương nhiên thực giờ cũng bị ô nhiễm Cho nên ánh sáng của nó nhất định là màu tối Không sáng suốt nếu nó sinh trưởng nơi thanh tịnh Đất đai nguồn nước thanh tịnh Ánh sáng của nó giống như huỳnh quang vậy Màu vàng xanh Con người chúng ta có ánh sáng chăng cọ, có, có phóng quang cũng có ánh sáng người luyện khí công giỏi từ trong ánh sáng của mỗi người họ có nhận ra tình trạng sức khỏe của người đó khi ở mỹ tôi từng gặp có một vài người có công năng đặc dị đều còn trẻ tuổi tôi đến mỹ phỏng vấn thì gặp liền trắc nghiệm thử coi là thật hay giả dạ. có một cô phật tử để anh ta xem sau khi xem xong nói với cô ta cô từng bị bệnh phổi nhưng không sao bây giờ đã vui quá rồi vẫn còn sẹo và chỉ ra vị trí đó cô phật tử này giật mình không ngờ anh ta có tài này chỉ mình cô ta biết tuy kết hôn đã lâu nhưng đến chồng cô cũng không biết xưa nay chưa nói với ai vậy mà người có công năng đặc vị này lại chỉ ra Cô ta mặc y phục Cũng không dùng máy móc Sao anh ta có thể biết Anh ta nói với chúng tôi Trên thân mỗi người đều có ánh sáng Ánh sáng lớn nhỏ không giống nhau Màu sắc cũng không giống nhau Từ màu sắc Có thể biết được tình trạng sức khỏe Khi con người mạnh khỏe Đại khái là ánh sáng có màu vàng ánh sáng màu trắng thân thể có bệnh tật biến thành ánh sáng có màu lan màu khói nghiêm trọng thì có màu đen ánh sáng lớn nhỏ nói lên tình trạng sức khỏe của họ ánh sáng dài thỏa mãn càng dài Ánh sáng lớn thì Tinh thần sung mãn Ánh sáng nhỏ thì hơi suy nhược Đều có thể nhận ra không phải không có Người bình thường chúng ta không có năng lực này Nguyên nhân là gì? Vì bị nhiễm ô nghiêm trọng Tôi hỏi người có công năng đặc gì đó Năng lực của anh ta từ đâu mà có Anh ta không luyện công có từ nhỏ Tôi hỏi có thể duy trì chăng Không được Họ mới hai mươi mấy tuổi còn được Khoảng ba bốn mươi tuổi là không còn Vì sao vậy Vì giọng niệm nhiều Có đạo lý Tôi thấy anh ta nói rất có lý Giọng niệm nhiều thì công năng biến mất Duy trì tâm thanh tịnh là có Vì năng lực này của chúng ta có thể duy trì chăng có thể Chỉ cần ta giữ tâm thanh tịnh Buông bỏ tất cả Bài trừ hết những điều tạp nham Những thứ giọng niệm không tiếp xúc với nó Năng lực này dần dần hiện ra Tâm thanh tịnh hiển tiền là khôi phục được năng lực này Quá thật Thế giới ta bà và thế giới cực là không khác nhau Nhưng quái ta bà không thể sánh với quái cực là Nguyên nhân do đâu? Vì nhân tâm không giống nhau Người ta thuần tịnh thuần thiện Còn chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tá Đều trái với tánh đức Trái với thập thiện Trái với luân lý Trái với đạo đức Đạo lý là như vậy Thế giới cực lạc là tự tánh biến hiện Chúng ta ở đây cũng tự tánh biến Tất cả Pháp không lìa tự tánh Vì sao chúng ta không như người ta người trên địa cầu nếu tu học theo bộ kinh này biến đạo lý trong kinh này thành tư tưởng của mình biến giáo huấn trong kinh này thành hành vi cuộc sống của mình như vậy địa cầu này sẽ biến thành thế giới cực lạ vì sao vậy về cảnh tùy tâm chuyện không thể không hiểu đạo lý này hiểu được đạo lý này bất luận thế gian này phát sinh thiên tai thảm họa như thế nào hay ra sao chúng ta đều biết do nguyên nhân gì tạo thành chỉ cần hóa giải nguyên nhân thiên tai sẽ không còn nữa học phật rất có lợi ích đối với bản thân thì thân thể mạnh khỏe tinh thần sung mãn hạnh phúc an vui là thật không phải giả hạnh phúc an vui này không liên quan đến danh văn lợi dưỡng Cũng không liên quan đến địa vị cao hay thấp của cả nhiều hệ ích. Trong này có niềm vui chân thật, Có giá trị quan thật sự của nhân sinh. Có người ở đời may mắn nhất, May mắn nhất là tìm được cái thật, Vật thật, Ta thành tựu chân thật, như trong kinh Đức Phật nói Chư Phật Bồ Tát đem đến Cho chúng ta trí tuệ chân thật Lợi ích chân thật Trong kinh nói về ba loại chân thật Rốt ráo chân thật là lý Trí tuệ chân thật Lợi ích chân thật Đó là chúng ta đạt được hiệu quả Đạt được lợi ích Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật